Thanh Trúc kính chào quý vị. Trong những ngày qua, chuyện râm ran sao động trên mạng xã hội và gây sự chú ý của khá nhiều người Việt ở Hoa Kỳ là chuyện một người tên Hùng Cửu Long, chuyên kinh doanh vàng bạc đá quý ở Việt Nam, đến Hoa Kỳ với những bộ áo dài mà đặc biệt là bộ áo đỏ, quần đỏ với một ngôi sao vàng chóe ở trên ngực. Đó là ngày thứ ba, 15 tháng 11, thoạt đầu, ông Hùng Cửu Long đến vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, được người quen chở ra thủ đô Washington DC. Trong bộ áo dài đỏ và một ngôi sao vàng trên ngực áo, ông Hùng Cửu Long đứng chụp hình trước bức tường khắc tên 58.000 binh sĩ Mỹ tử trận trong cuộc chiến Việt Nam. Kế tiếp đứng chụp trước cây bút chì Washington Monument gần đó, cũng trong bộ áo dài màu đỏ ngôi sao vàng. Ảnh được phóng lên Facebook với lời hứa hẹn của ông Hùng Cửu Long là sẽ mang bộ cánh này sang gặp đồng hương Nam California trong vài ngày tới với ước muốn hòa giải một cách thân thiện. Ngay lập tức, một làn sóng phản ứng dấy lên từ rất đông Facebookers người Mỹ gốc Việt khắp nơi, kể cả những ai không dùng Facebook mà chỉ nghe thấy hay được kể lại. Tại Washington, những người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất, nói thẳng ra là bị đồng hương chửi mắng nhiều nhất là chủ nhân tiệm làm móng tay Trendy Nails and Spa, anh Frank Huy Đỗ và vợ là chị Tina. Theo lời anh Frank Huy Đỗ, không trực tiếp quen biết ông Hùng Cửu Long mà chỉ là bạn của Duy Khang, người đi cùng ông Hùng Cửu Long đến Mỹ. Đang đi làm thì có người bạn ở Việt Nam lâu ngày gọi ra từ phi trường. Duy Khang với một người bạn của Duy Khang là anh Hùng Cửu Long gì đó. Duy Khang nghe bạn học chung hồi nhỏ ở Việt Nam tới giờ là hai mấy năm trời, thì Huy chạy ra sân bay rước bạn em dẫn đây đen ăn uống xong rồi mới về khách sạn, xong rồi mấy người đó nói cho lên tắm rửa thay đồ tại đi Việt Nam mới qua, thì lên thay đồ xong mới xuống, xong rồi họ nhờ chở đi vòng vòng chụp hình. Thì em thật sự là cái vô ý nhất của em là không để ý tới cái bộ đồ anh Hùng Cửu Long bận lắm. Lúc chụp hình cởi áo ra thì thấy ảnh có cái áo ngôi sao màu vàng, cái cờ Việt Nam của ảnh bận trên đôi áo thì em tưởng là cái kiểu của người ta thôi. Xong rồi em phải chở mấy người này về lại khách sạn. Trên đường về khách sạn, anh Huy lại ghé qua tiệm làm móng tay Trendy Nails and Spa của vợ chồng anh ở thành phố Silver Spring, tiểu bang Maryland. Lúc đầu thì ảnh bận ta áo khoác đen dài đó, thì mấy người trong tiệm không thấy đâu. Tới trước khi về, ảnh nói thôi để anh chụp cái tấm hình, thì ảnh nói cởi ta áo khoác chụp, thì thực sự lúc đó chụp hình rồi, không ai trong tiệm để ý hết á, không ai ngó đó, chi tiết hết. Tức là mình cũng không có cảnh giác mấy cái chuyện đó, mình đâu có biết đâu mà đề phòng hay cảnh giác mấy chuyện đó. Cái người chụp hình là người Mỹ, receptionist, thư ký của tiệm đó là người Mỹ, nó đâu có biết là cái cờ nào hay hờ cờ nào, nó chụp xong rồi nó post lên đó. Em đâu có biết, cho tới lúc mà bạn mới đưa cho em, thì tối hôm đó hai vợ chồng mất ngủ, nói trời chuyện gì lớn quá trời. Rồi bắt đầu phải lên Facebook, người ta nói nhiều mà em không biết sao mà để mà trả lời hết từng người. Nói là em tay sai của Cộng sản, Cộng sản nằm vùng, tiệm này là tiệm của Cộng sản. Trước sự công kích phản đối của cộng đồng người Việt ở Washington, chủ nhân Trendy Nails and Spa đã viết một thư xin lỗi gửi lên mạng, nói rằng đã vô ý chụp hình chung với người bạn học chung trường hồi nhỏ và một người đã mặc một bộ đồ có lá cờ màu đỏ làm cho rất nhiều người trong cộng đồng buồn, giận và phẫn nộ. Cả hai cũng nhìn nhận hoàn toàn lỗi của mình nên thật lấy làm hổ thẹn với ông, cha và tất cả những người đã hy sinh cho Việt Nam Cộng Hòa. Em hoàn toàn không phải là Cộng sản. Ba em là sĩ quan khóa 22B Võ Bị Đà Lạt, phi công lái máy bay A-37, rồi ông ngoại là khóa 1 Võ Bị Đà Lạt, gia đình qua đây diễn hát cô. Tới lúc đụng chuyện rồi, chú bác mấy người bạn của ba mẹ mới gọi qua mới nói sao con làm vậy, biết bao nhiêu người đã bỏ nước đi, Cộng sản đã giết bà con mình, đồng gia đình mình, sao con lại đi thân với mấy người này vậy. Chuyện thì nó đã vậy rồi, thì nói chung bà con mình đã ghét Cộng sản rồi, thì cứ tưởng mình là Cộng sản, cái là mình sai mình phải chịu. Thì người ta gọi điện thoại liên tục, họ chửi mình là Cộng sản. Lúc có em thì em bắt điện thoại, còn lúc thì không có ở đó đó thì thợ họ bắt. Em thì em còn biết lỗi của mình xin lỗi, còn mấy người thợ trong tiệm họ đâu có biết gì đâu. Thì họ nói chuyện với người ta không có được giống như mình, cái đó là cái khó. Cái này mình không có muốn mà nó đã xảy ra rồi. Cái lỗi của mình là vậy, sao mình ngu quá vậy, cái chuyện vậy mà mình cũng nghĩ không ra hay là không để ý tới, thực sự là quá bất cẩn. Chuyện ông Hùng Cửu Long mặc áo dài màu đỏ có ngôi sao màu vàng xuất hiện ở Washington DC một ngày trước khi đi tiếp xuống Chicago chưa dừng lại vì hãy còn lời hứa trên Facebook của ông ta là sẽ sang khu Phước Lộc Thọ của người Việt ở Nam California trong bộ cánh như vậy. Từ thành phố Westminster,
Anh Thiện Thành, Hội Anh Em Yêu Nước Hải Ngoại, nói rằng trường ông Hùng Cửu Long đang làm giống như một sự khiêu khích. Sau khi đến DC và đi ngang nhiên ở tượng đài chiến sĩ Mỹ đã hy sinh tại DC, thì Hùng Cửu Long cho biết sẽ qua Cali trong những ngày sắp tới. Thiện Thành đã vào trang tên của Hùng Cửu Long. Được biết, anh ta hẹn sang Cali 22 tháng 11 để gặp mọi người tại Phú Lộc Thọ. Nói là anh ta sẽ mặc bộ áo có cờ đỏ sao vàng. Đó là một hình thức khiêu khích từ đầu. Nhưng đùng một cái thì tới ngày 18 thì trên Facebook anh ta bắn tin là đúng 10 giờ ngày 20 tháng 11 sẽ có mặt tại Phước Lộc Thọ lúc 10 giờ. Thành ra Thiện Thành có liên lạc với thị trưởng Đại Đức Chí, liên lạc với anh em trong nhóm, với Liên hội chống nghị quyết Cộng sản của chú Phan Kỳ Nhân cũng như là ban đại diện cộng đồng. Để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra, thị trưởng Đại Đức Chí liên lạc với anh Thiêm Vũ, phó cảnh sát trưởng. Tất cả mọi người đã chuẩn bị vào đúng 9 giờ thì tất cả mọi người có mặt trước cửa Phước Lộc Thọ và sau đó Hùng Cửu Long đã xuất hiện. Anh ta đi taxi tới và anh ta xuống xe, vừa bước vào là mọi người chạy tới. Tuy nhiên, khi đến Phước Lộc Thọ, thay vì áo dài đỏ với ngôi sao vàng như đã nói trên Facebook, người tên Hùng Cửu Long lại bận áo dài vàng, quần đỏ và khăn quàng cổ màu đỏ. Trước đó anh ta đã xác nhận sẽ mặc cái bộ đồ đó đến gặp đồng bào để hòa hợp hòa giải. Thành ra mọi người chống là chống cái lá cờ đó. Người ta nghi ngờ anh ta mặc ở bên trong cái cờ đỏ sao vàng. Tại vì trên Facebook anh đã nói là anh sẽ đến với cái hình ảnh đó. Thì người ta mới đè anh ta xuống để tìm coi có cờ đỏ sao vàng hay không. Khi mà tìm không có rồi thì người ta mới đẩy anh ta ra ngoài. Và lúc đó là CUT của Phước Lộc Thọ đưa anh ta ra ngoài đường và không cho anh ta vào khu vực đó. Vừa ra tới ngoài đường thì Bullitt thành phố Westminster tới khám xét anh ta và đưa anh ta lên xe. Đó là cái tin tất cả mọi người đều biết trên Facebook. Thị trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster cho biết, theo báo cáo của cảnh sát mà ông đọc được, khi bà con đối đầu với ông Hùng Cửu Long thì chỉ có lời qua tiếng lại, chứ không có va chạm hay xô xát hoặc bạo động. Sau khi mà tôi nghe cư dân cho biết có một nhân vật từ Việt Nam sẽ đến khu Phú Lộc Thọ và có những cái biểu tượng liên quan tới Cộng sản Việt Nam, chúng tôi đã cho phía một cảnh sát Westminster biết. Cái lý do mà chúng tôi cho cảnh sát Westminster biết để họ gìn giữ cái vấn đề an ninh và trật tự thì phó cảnh sát trưởng gốc Việt là anh Thiên Vũ và cảnh sát Westminster cũng hiểu, thành ra đã chuẩn bị để có gì có thể giữ an ninh cho thành phố. Theo như báo cáo thì cảnh sát đã đem người đó rời khỏi khu Phú Lộc Thọ và sau đó thì cái nhân vật này yêu cầu được đón taxi ra phi trường LAX để trở về Huỳnh Việt Nam. Vẫn theo lời ông thị trưởng Tạ Đức Trí, nếu có một ai đó tìm cách tiếp cận với người Việt ở khu Little Saigon thông qua các biểu tượng trong nước như cờ đỏ sao vàng thì quả là chuyện không tưởng, là hành động ngây ngô nếu không muốn nói là sai lầm. Chúng ta đều hiểu là người Việt bỏ nước ra đi sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 không có muốn nhìn thấy bất cứ những cái biểu tượng gì liên quan tới nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Những biểu tượng đó gợi lại những cái nỗi đau của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy mà cái nhân vật đã xuất hiện từ Phước Lộc Thọ thì có đăng lên trang mạng xã hội rằng sẽ dùng cái biểu tượng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đến đây với cái mục đích gần như là khiêu khích. Cái hành động này không thể chấp nhận được. Tập thể người Việt tị nạn tại hải ngoại luôn tranh đấu cho dân chủ, tự do và nhân quyền, không chấp nhận bất cứ biểu tượng nào từ phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Còn theo nhà báo Đoàn Trọng của đài Little Saigon TV thì chừng như ông Hùng Cửu Long này chỉ hành động đơn phương mà thôi. Vì khiêu khích thì có thể nói khi hai lực lượng cân bằng với nhau, còn anh này là một người không ai biết đến ở cái quận cảng này. Có thể đây là một cái hành động anh muốn cho người ta biết đến anh nhiều hơn. Sống ở miền Nam California cũng gần trên 20 năm thì tôi nghĩ rằng đến bây giờ chưa có ai dám đủ can đảm để khiêu khích cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đây như anh đã bận cái áo đỏ sau vàng chụp hình ở trên Washington. Đến bây giờ thì khó có thể tưởng tượng để có một người khiêu khích như vậy. Vì dù sao đi nữa, người Việt ở đây họ không thể chấp nhận cái điều kiện đó, thành ra tôi vẫn nghĩ không có cái sự khiêu khích đó ở đây. Từ Bắc California, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, tù nhân lương tâm bị tống xuất từ trại giam miền Bắc thẳng sang Hoa Kỳ, nói rằng bà đã không nhịn được cười khi nghe chuyện về ông Hùng Cửu Long này. Đây là một cái sự khiêu khích mang tính cộng đồng chứ không phải là khiêu khích giữa các cá nhân với nhau. Anh ta phải biết là anh ta đang ở đâu,
anh ta đến thủ đô của người Việt Nam tị nạn, thì anh ta phải biết cái cách nhìn, cái quan điểm, cái ý thức của những cái người đến mức phải bỏ đất nước quê hương mồ mả cha ông mà nghĩ như thế nào về cái lá cờ đó. Thế mà anh ta còn cố tình mặc nó vào người và lại còn nghênh ngang đi như giữa chỗ không người. Đấy là vừa điên vừa rồi, vừa là ngu kỳ diệu luôn. May mà có cảnh sát bảo vệ, chứ không thì bà con chửi cho lúc mặt ngập đầu và thậm còn dập bã chầu còn thôi cả luôn. Hòa làm sao được, hợp làm sao được. Đi khiêu khích bà con bên này thì đúng là nó hết thuốc chữa rồi. Đó là câu chuyện xôn xao mấy ngày qua về một người tên Hùng Cửu Long từ Việt Nam đến Mỹ và tự làm nổi mình bằng bộ áo dài màu đỏ có ngôi sao vàng trên ngực áo, gọi là để hòa hợp hòa giải với người Mỹ gốc Việt, mà không ngờ là đã gặp phải sự chống đối mạnh như vậy. Thanh Trúc xin chào và sẽ trở lại cùng quý thính giả tối thứ năm tuần tới.